Hello, chào anh em đã quay lại kênh Cái Mà Của Mình nha. Mình là Thắng Lê Gấp Việt Farm. Thì hôm nay em có một đơn hàng bị bơm anh em ơi. Đó, thì em gửi là từ ngày 6 tháng 7 năm 2023. Hôm nay là ngày 14 anh em, là 8 ngày ha. Đó, thì gửi lên Ninh Thuận nha anh em. Đó, đơn hàng ở Ninh Thuận. Nói chung là gửi lên tới đó rồi, rồi ở trên chợ 1 2 hôm nữa mới hoàn về anh em. Cho nên là tới 8 ngày lận nha. Thì vừa về xong em mở ra em khui cho anh em xem nè. Rồi cá đi 8 ngày thì nó có ổn không nha anh em ơi. Nó thì anh em thấy em quấn băng keo không? Đắt ok luôn nha. Quấn cố định như thế này nè. Nó rất là chắc chắn luôn. Nhưng mà dạo này thời tiết nó hơi nóng nha anh em. Nó không biết 8 ngày thì ổn không. Trước mắt là em thấy là nó rủi chưa rủi nè. Còn con này còn sống nè. Đó, còn sống thì em để bên đây đi nha. Đó, cái con này còn nó chết nó phân hủy luôn nè anh em. Nó đổi màu bạch bạch nước luôn nha. Đó, cái này còn sống luôn nè. Đó, còn sống em sẽ để bên đây. Đa phần là thấy nó còn sống một cũng nhiều lắm nè anh em. Em xem nha, đây là gồng tím nè anh khách nè, là đặt là 5 cặp gồng tím màu sắc, 5 cặp gồng tím latium. Em tặng thêm cho 1 cặp vòng xanh luôn. Anh khách này có xin là thêm 1 cặp vòng xanh thì em thấy anh cũng dễ thương, em tặng thêm xong rồi dễ thương biết sao mà bơm hàng em luôn. Nói chung là khi em gửi hàng á là em sẽ chụp lại em gửi cho khách. Em vừa gửi hàng xong rồi em về tối tối em chụp em báo cho khách á, thì khách đã chặn tin nhắn Zalo của em luôn. Nhưng mà còn kết bạn Zalo với anh em, để một lát sau em quay cho anh em xem. Rồi xong á em thấy ủa sao chặn tin nhắn mình ta, em có nhắn tin hỏi mấy câu mà anh khách không trả lời, tại vì nhận rồi bị chặn chặn tin nhắn rồi anh em. Xong em mới gọi qua số điện thoại, em báo cho anh khách là em gửi hàng rồi, em có hỏi nguyên nhân tại sao mà khách chặn này. Em nói là ngày mai là hàng tới á thì anh nhận có vấn đề gì báo cho em nha. Anh khách cũng ok, nói ngày mai nhận hàng rồi này các kiểu đó, mà không biết sao rồi không nhận luôn. Qua hôm sau thì có gọi cho em, nhưng mà sáng sớm mà gọi lại rồi nhưng mà em không bắt máy. Một lát sau em gọi lại thì điện thoại vẫn đổ chuông ha, nhưng mà không bắt máy. Rồi hồi cái shipper gọi, em cũng gọi shipper gọi là không nhận hàng, nói là không chịu nhận hàng á, nói là hủy hàng rồi. Tự nhiên đặt muốn đặt là đặt, là hủy à. Bởi vì nhiều khi muốn ship code cho anh em mà nhiều anh em có uy tín cũng hơi khá bực bội anh em. Đó, mình đặt hàng thì mình uy tín anh em, nhận cá có vấn đề gì thì cứ báo cho em rồi quay clip lại đi, chứ để cá đi rồi hoàng về rồi lưu kho như thế này nữa rồi thiệt hại cho em nữa, thiệt hại lắm. Đơn hàng đâu lời bao nhiêu đâu anh em. Đó, còn miếng con cá này còn sống thì về em dưỡng lại ha. Đó, ở bên dưới anh em thấy không, em có lớp một bọc một lớp lá chuối cho cách nhiệt ha, tại tháng này cũng nóng quá anh em ơi. Rồi tổng cộng là chết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con nha anh em. Đó, 7 con còn sống đâu là 10, 10, 10 mấy con anh em. Đó, mấy con sống thì em sẽ cắt, em bỏ vào cái bọc như thế này. Để cái khay này em giữ nó cho anh em ha. Đó, bỏ từ con ra bọc như thế này. Có một số con nó đẻ trong bọc luôn kìa anh em. Tại anh khách này kêu lựa cá bầu á. Đó, đặt hàng xong rồi không nhận luôn. Nhiều khi ship code cho anh em cũng sợ lắm anh em ha. Anh em thấy không? Em thì cá thì em gửi ok cho anh em chơi, con nào cũng lấy rất ok luôn. Đó, xong rồi em gửi cho khách thì khách chặn tin nhắn Zalo luôn, rồi gọi thì thuê bao luôn, chặn chặn cuộc gọi luôn em, gọi là chặn cuộc gọi em luôn á. Đó. Em có nhắn tin hỏi là nguyên nhân như sao mà có vấn đề gì mà anh không nhận hàng được, em hỗ trợ thêm cho, nhưng mà vẫn không thấy khách hàng trả lời. Nhắn qua sim á nè, nhắn tin qua số điện thoại á, mình cũng nhiều khi khách hàng mình nhiều khi kẹt tiền này kia đó anh em, nhiều khi đi làm rồi tại đơn hàng này cũng 500 ngàn anh, chỉ giá 500 ngàn á, nhiều khi khách hàng kẹt tiền không nhận được thì em cũng nhiều khi hỗ trợ thêm cho anh em được phần nào, hiểu không? Nhưng mà anh em này bơm hàng luôn. Nói chung là em cũng thiệt hại một ít nhưng mà không sao anh em ơi. Cá thì em nuôi cũng số lượng nhiều cũng bù được ha. Đó, cũng vượt đâu hơn phân nửa nữa anh em. Đó, anh em thấy không? Cá còn hơi lờ đờ ha. Đó. Mấy con này dưỡng lại nói chung là cũng ổn đó, nhưng mà chắc là không có ship cho anh em ở đâu, em sẽ bổ vào cái hồ khác. À, em dưỡng nó, em nuôi thủy sinh luôn nha anh em. Nhìn con cá nó cũng hơi là đờ, đây đi 8 ngày rồi, em đóng cho một một con một bọc à, nên cá nó rất là ok luôn nè. Anh em xem này nha, tin nhắn em nhắn cho anh khách nè, nó có số điện thoại thông tin rồi rất là ok luôn nè. Thì em nhắn tin cho anh khách mà anh khách chặn nè anh em thấy không, nó không nhận tin nhắn. Nhưng mà anh khách còn gửi lời còn kết bạn với em nha. Đó, anh em thấy hình ảnh gia đình rồi vợ con rồi ha, ảnh bìa rồi sống rồi nói đạo lý rồi hình ảnh đạo lý rồi các kiểu nè, nói đạo lý mà sống không biết không có uy tín rồi hình ảnh rồi thấy vợ con rồi mà biết sao mà kỳ quá. Em cũng hơi thất vọng một xíu nha, nhiều anh em thấy cũng chơi mà làm gì làm việc mà kỳ quá anh em ơi, không có uy tín không có trách nhiệm gì hết ha. À, em cũng gọi nhiều cuộc lắm anh em,
Rồi nói chung là chia sẻ với anh em thì anh em đặt cá thì uy tín giùm em ha, nhận hàng ha. Có vấn đề gì anh em cứ chụp hình quay clip lại. Còn mấy con cá này thì bây giờ em bỏ ra cái hồ hỷ sinh ha, em dưỡng lại. Đó, ngày mai là cho ăn luôn. Nói chung là mấy con này cũng ổn rồi nha. Tại vì nó đã quen nước rồi anh em. Em thả cái hồ hỷ sinh cho nó tự nhiên nhất nha. Rồi thì clip em chia sẻ hôm nay em bị bơm hàng cho anh em xem đến đây là kết thúc nha anh em. Rồi thì anh em có cần đặt cá hay là cần dọc nào thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo nha. Rồi xin chào anh chị em, chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.